Rồi, mình xin chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh Game Lậu Mobile nha. Thì hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến anh em một con game Tam Quốc nha anh em. Đấy, con game Tam Quốc quần anh chị nha anh em. Thì con này đã được chìa khóa hoàn toàn nha, sẽ qua chạy rất là mượt mà luôn. Thì con này sẽ chính thức open server mới cho mấy anh em chơi nha anh em. Rồi, thì con Tam Quốc quần anh chị sẽ chính thức open server 4 nha anh em. Chính thức open server 4 vào lúc 13:30 ngày 9 tháng 8 năm 2023 nha anh em. Thì link tải thì mình sẽ để trong phần mô tả nha anh em. Thì ở đây nó có hai link ha, thì mình sẽ để trong phần mô tả nha, anh em vào mà lấy giúp mình nha anh em. Thì con này sẽ tặng cho mấy anh em là quà tân thủ á, là nó nằm trong thư luôn nha anh em. Đấy, thì tí xíu nữa mình sẽ giới thiệu cho mấy anh em cái phần quà tân thủ nha. Thì cái phiên bản này là phiên bản đã được full vượt quá nha anh em. Đấy, full tướng, full vượt quá và full sự kiện nha. Thì anh em có thể chơi cái con này nha anh em. Thì con này sẽ chính thức open server 4 nha anh em. Thì anh em có thể chơi thêm cái đua top lực chiến nha. Thì mình sẽ để tất cả các thông tin trong phần mô tả nha anh em. Thì trong phần mô tả nó có link Zalo của AD nha và số của AD nha anh em. Anh em có thể liên hệ để nạp game. Nói chung là thảo luận về game nha anh em. Thì mấy anh em có thể liên hệ qua Zalo và số điện thoại đây nha anh em. Thì cái phần đua top á, thì mấy anh em đạt được những cái cột mốc của cái top á, thì anh em sẽ nhận được là, ví dụ như top 1 là anh em sẽ nhận được là một set đồ VIP thiên cương nha anh em. Cánh VIP cộng ngựa VIP luôn nha. Đấy, đó là dành cho anh em top 1 nha anh em. Thì phần nạp này kia thì anh em có thể liên hệ AD nha. Rồi thì mình sẽ giới thiệu về phần quà tân thủ cho mấy anh em nha. Thì con này sẽ tặng cho mấy anh em là ba cái con tướng đỏ nha anh em. Thì đây là con Hoàng Trung và con Trương Phi và con Mã Siêu nha anh em. Thì anh em sẽ nhận được ba con tướng, ba mỗi một con là 3.000 hồn nha anh em sẽ đổi ra con tướng nha anh em, tướng đỏ nha, anh em sẽ nhận nha anh em. Thì sau khi mấy anh em chạy cái nhiệm vụ hướng dẫn đầu á, thì mấy anh em sẽ vào phần thư, mấy anh em sẽ nhận tất cả những cái phần quà tân thủ của mình nha. Và đây là phần quà kinh nghiệm và kim nguyên bảo và whip nha anh em. Thì mấy anh em nhận thử nha. Đây, nhận luôn phần quà whip nha anh em. Thì mấy anh em sẽ lên được cái level để mình xem nha anh em. Anh em sẽ lên được cái level là 114 nha. Và 5.000 dạng kim nguyên bảo nha anh em. Đấy, anh em được tặng thêm ba con tướng đỏ nữa nha. Để anh em có thể ship đội hình mà chinh chiến nha anh em. Thì cũng như phần giới thiệu hồi đầu ha, thì anh em có thể chơi cái đua top nha anh em. Đấy, để anh em nhận thêm cái một set đồ VIP nữa nha anh em. Thì con này là mấy anh em mới vào thì mấy anh em phải chạy cái nhiệm vụ hướng dẫn nha. Đấy, anh em chạy xong thì anh em sẽ vào phần thư, mấy anh em nhận nha anh em. Anh em nhớ là server 4 nha, server 4 sẽ chính thức open ngày hôm nay luôn nha anh em. Ngày 9 tháng 8 năm 2023 nha, vào lúc 13:30 nha anh em nhớ vào chơi cho nóng nha. Rồi thì ở đây thì anh em sẽ nhận được nè. Tướng Mã Siêu nè, Trương Phi, Hoàng Trung và Tả Từ nha anh em. Cái Tả Từ này là mấy anh em thiếu mảnh nha anh em, anh em sẽ kiếm thêm 20 mảnh nữa thì mấy anh em mới đổi được cái con Tả Từ này nha anh em. Đây, một con tướng đỏ Mã Siêu rất là ngầu luôn nha anh em. Hoàng Trung đấy. Và một con Trương Phi. Thì mấy anh em nhận xong thì mấy anh em ship hình để chiến thôi. Thì ở đây nó có những cái phần in game cho mấy anh em chơi như là phần nạp đầu nè. Đây phần nạp đầu nè. Thì mấy anh em sẽ đạt được thì mấy anh em sẽ nhận được cái tướng Lữ Bố. Đấy, anh em sẽ nhận được một cái con Lữ Bố nha. Và đồ nè ha, set đồ nè ha. Đấy, anh em có thể chơi cái nạp đầu này thì anh em sẽ nhận được những cái con tướng đó nha anh em. Thì ở đây nó có là tầm bảo nè, thì mấy anh em chơi tầm bảo thì mấy anh em sẽ nhận được con là Gia Cát Lượng nè và cái con là Bàn Thống nha anh em. Đây, đây là những con tướng đỏ nha. Sau khi mấy anh em đạt được thì mấy anh em sẽ nhận được những cái phần này nha anh em. Thì ở đây là cái chương trình sự kiện nha anh em, ngày 1, ngày 2 rồi ha. Anh em có thể tích nạp ngày nè. Đấy, hoặc là chơi ở đây nó có online nhận thưởng nè.
quà tặng nông dân rồi ha. Nói chung anh em nào cày cuốc á thì có thể nhận hết những phần quà đây nha anh em. Đấy, quà thăng cấp rồi nè thì anh em nhận hết ha. Đồng đội đẳng cấp rồi ha, rất là nhiều. Nói chung trong phần phúc lợi thì rất là nhiều thứ hay ho để cho mấy anh em nhận nha. Thì quà open server luôn nè, đây rất là nhiều kim bảo luôn. Thì mấy anh em có thể dùng cái kim bảo đó mấy anh em quay tướng đấy. Và quần ngày thì nó có FB nè, VIP nè, kim nguyên bảo luôn đấy. Thì trong phần thành tựu thì vẫn có những cái phần thưởng dành cho mấy anh em nha. Nói chung là sự kiện anh em rất là nhiều, anh em phải nhận hết. Thì bên đây thì nó có cái phần tỷ võ long môn nè, võ đạo đại hội đồ để quét ải đồ các kiểu luôn, để rất là ngon. Anh em có thể chơi cái con này nha anh em. Đây anh em vào cái phần này thì mấy anh em có thể chiêu mộ thêm tướng nha. Đấy, ở đây thì anh em sẽ cái dạng như là nhân phẩm nha anh em. Đấy, anh em mà hơn đó thì anh em sẽ chiêu mộ được những con tướng tốt nha anh em, để anh em chinh chiến nha. Rồi một lần nữa mấy anh em nhớ nha, server 4 nha anh em, server 4 sẽ chính thức open ngày hôm nay luôn nha anh em. Ngày 9 tháng 8 năm 2023 nha anh em, lúc 13:30 nha anh em. Để anh em nhớ vào chơi cho nóng luôn nha. Rồi thì tất cả các thông tin mình sẽ để trong phần mô tả nha anh em. Anh em vào mà lấy giúp mình nha. Thì trong đó có số điện thoại AD và group Zalo để mấy anh em liên hệ trao đổi, hoặc là mấy anh em nạp để chơi game. Thì mấy anh em vào phần mô tả của cái clip này mấy anh em lấy giúp mình nha. Rồi anh em nhớ cho mình một like, một share và một lượt đăng ký kênh nha anh em. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha.